Ok, hôm nay anh em, hôm nay chúng ta lại thủ một game mới. Game này có tên là Sandland, vùng đất cát. Game này giá nó hơi cao, lên tới một củ lận, nên tôi không có tiền để mua đâu. Còn mà không có game nhưng sao chơi được thì anh em tự hiểu ha. Game mới ra mắt thôi, nhưng đã có cái bản gì đó ở trên mạng rồi, nên tôi cũng thử qua luôn. Đây là con game của mà tác giả của bộ truyện khá là nổi tiếng là Bảy Viên Ngọc Rồng, Dragon Ball á. Thì tác giả nó gần mới là mất gần đây thôi, nhưng mà con game này lúc trước khi nó phát hành như thời điểm hiện tại á thì cũng được tác giả là cố vấn khá nhiều. Nó cũng được xây dựng một cái bối cảnh vũ trụ mà tương đối giống như game Dragon Ball luôn, Dragon Ball giống như bộ truyện tranh. Anh em sẽ để ý thấy mà cái nhân vật nè, nét vẽ nè, cái bối cảnh đầy đất và cát, nơi mà Sun Goku hay đánh với mấy con mà người ngoài hành tinh hay là mấy con quái vật đâu đó. Đó, cũng cái bối cảnh thì hình nè. Cảm giác mà mỗi lần anh Goku với anh Frieza hay là cá đít đầu đấm nhau mà văng vô núi đó. Đó thì đây. Cái chuyện Dragon Ball á, mấy tập đầu thì còn có mấy con quái vật rồi, về sau này toàn đánh với người ngoài hành tinh gì không à. Không có yếu tố quái vật nữa, nhưng mà cái con game này nó sẽ xây dựng cái bối cảnh trước khi mà không phải trước khi nữa, nhưng nó dạng như là một cái góc nhìn khác về cái bối cảnh trong cái chuyện Dragon Ball nữa. Tất nhiên thì nó không phải là chung một vũ trụ đâu. Tôi không nghĩ là nó hai cái nó chung với nhau đâu. Chỉ là cái bối cảnh nó tương đối giống nhau thôi. Let's see. Is there no end to the secrets he was keeping from his own army? One of the nasty relics of that foolish war. Seriously. Nhìn cũng đẹp quá ha. Nhưng mà chính của chúng ta thì cũng hơi dị dị tí. Cái lỗ tai nó nhọn hoắt à. Nhìn giống mà cái tộc Goblin á. Đây nè. Còn cái kiểu tóc này. Cái kiểu tóc này thì quá là quen thuộc cái dòng mà Dragon Ball rồi. Biến hình này không biết nó có vàng hay không. Cái kiểu đứng là cái tư thế này nữa nè, giống hệt mà Quỷ Lão Tiên Sinh luôn, cụ gù á. Thêm mà một vàng bốn con quái vật khá là kỳ lạ nữa. Dragon Ball thì bây giờ nó ít quái vật quá, toàn người hoàn tinh thôi. Rồi, vô game thử đã. Game này tôi cái máy của tôi nó yếu dữ trời lắm nên bật đại thử 120 fps thôi, chơi liều rồi. Không được thì chúng ta chia đôi fps thôi. Anh ghi in nữa hả? Tôi chưa gì nhìn FPS nó nhảy lambda đa thế này. Option, hồi nãy tôi đã vô option rồi. Để tay setting nè. Cái này chế độ mù màu. Cái này rung lắc màn hình. Vẫn để borderless thôi. Kỳ sụt ke. Đây, tôi đang để 120 fps. Cái này là khử gân cưa, tôi để tương đối bình thường thôi. Còn bóng thì tôi để rất là thấp luôn. Bóng nó thường rất là nặng về đồ họa nha, nó ảnh hưởng rất là nhiều đến FPS nếu như mà con game nó không tối ưu á. Nhất là những con game mà hành động có quá nhiều nguồn sáng á. Trong khi con game này bối cảnh toàn là đất và cát thôi, thì chúng ta không cần đến đổ bóng quá nhiều đâu. Multiplayer với mà Depth of Field thì luôn luôn là off rồi. Trong hầu hết các con game tôi chơi á, thì tôi sẽ off hai tính năng này. Trừ một số con game như là đua xe ở đầu thì tôi sẽ bật thôi. Đua xe anh em sẽ không có tập trung vào mấy cái cảnh nền nhiều, nên anh em có thể bật được hai tính năng này. Còn mấy cái này nếu như máy giật quá thì tôi sẽ giảm xuống. Cái nút PS là nút gì trời? Con thằng lằn kìa. Đã ha, nhìn mấy cái góc quay của nó khá là nghệ thuật. Con này nãy xuất hiện trong cái mà trailer nè, trong ở trong cái ảnh mà cover chứ nè. Ông này cũng có luôn. Ủa ông này là Mino Target hả? Biji bút nhìn lên mấy con đó cũng nói chuyện được luôn nha, giống mà bư phết. Đây mình cướp xe hả? Mục tiêu đã đến ở đây rồi, chuyển Ken tao gết chung với Mino tao gết nha. Hai cái giống này nó tương đối khác nhau á.
Vô game chưa? Vô game chưa? Tôi bật FPS một tí nha. Coi con game nó chạy nổi không. Thằng đéo nào đó. Quái vật. Quái vật. Đặt tóc lên. Chị nhanh gì? Họ nghĩ hỏi để cắt đuôi được chúng ta. Cẩn thận. Sao nó chạy nhanh dữ vậy ta? Anh này anh cộng 4 nữa mà anh chạy bộ khiếp luôn. Đấy rồi. Quýt thảm event á. Phá hoại vãi. À nó đi cúp nước thôi. Hai thanh niên này có yêu nước nha. Ôi vãi, đạn bác. Đạn vô dụng với mấy con này luôn. Tiếp phải. Sao đi đánh mấy anh mà làm công như thế này đi. Game chạy ổn anh em ơi. Tắt ai bớt đi. Well, I'm pretty awesome, right? Lâu lâu nó góp FPS một tí thôi. Fritz, now's your chance. Yeah, on it. Ép đi làm gì? Rồi ép để là kết thúc mấy cái nhân vật đang bị nóc á. Ác vãi. Rồi làm gì nữa? Yes, I don't need to hold back then. Nó phá mục tiêu lại cái camera nó đảo rất là khó nhìn nha. Combo mình là có 3 nút đánh à. Đó. Nhưng mà nó cũng khá là nhanh. 1, 2, 3. Ép à. Chuyển động khá là mượt mà luôn. Game tối ưu cũng rất là tốt nữa. Okay. Alright. Tao nguyện rủa tụi mày lũ quái vật kia đừng có phàn nàn nữa. Pleasure doing business. Ủa con xe này nó để hai cái bánh sau nó chống gì xuống vậy đó à? Sao không cho cái anh mà kia kéo vậy? I say it's high time we hijack the king's entire water source for ourselves. Nhìn nắng nóng như chang ở miền Nam bây giờ luôn á anh em ơi. Let the humans up their dwindling numbers first. We don't want to drive them to extinction after all. Chúng ta là bên hiệp hội quái vật rồi, còn bên nhân loại thì luôn luôn được ưu tiên cái nước uống này. Believe me, it'd be awfully boring for demonkind. Tội nghiệp quái vật. Cho nhỏ nó ăn cá ấy. Kinh hả? Nó cũng là con người mà. Không có phân biệt chủng tộc đây nha. What is it, Prince? Gì thế bình tử? Mình đang làm cái méo gì thế? Thằng đó thấy quái vật mà nó không có sợ tí nào. It's water. Take it. Water? Thank you. Làm tí nữa coi. The world really is coming to an end. The fiend prince giving water to a human. I couldn't believe my eyes. Thằng tử fan dám đưa nước cho nhân loại à? Tôi không thấy ngờ cái điều này. Trong game này là ai cũng yêu nước hết nha. Toàn dân toàn quốc chúng ta đều đồng lòng yêu nước. Cái con ma nó cầm cái dù nó bay 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 nó đúng ngộ luôn. Đây là cái thị trấn quái vật. Còn cái con kia đi nó lắc cái đuôi kìa trời.
cái con đó là con gì tôi không biết được đó. Nó giống mấy cái con mà ở dưới đất hay nhú nhú lên đưa cái đầu nó đó, nước trái anh em ơi. Can't remember the last time I had water. Thanks a bunch. Không phải nhớ lần cuối chúng ta có nước là khi nào? Ai đây? Quỷ lão tiên sinh đấy hả? Hả? Cái gì đây? I think he accidentally fell asleep. It might not be too late yet. Would... Sure, but. Đem nước cho thanh niên kia. That he and Polta were hanging out together up on top. Rồi chắc mình học cái cách leo núi nữa đó hả trời? Đưa con má kìa, con má nó biết bay đó. And should you come across anyone else in need of water on the way, give them some too. Hey. I wouldn't dream of it. Chữ nhiều quá. Rồi, khi mà nhận cái quest mới thì trên đầu ông này ông sẽ hiện một cái icon như thế này. Cái nút BS nãy giờ tôi vẫn chưa biết là nút gì luôn á. Ốp, sành, chỉnh nút lại, control. Cái nút này đáp tước né là giữ. Sao nhiều nút cái gì đó, à đây đây đây. Cái nút control này là mình chuyển qua nút shift. Còn nút shift tôi chuyển thành nút control. Tại vì nút shift mình né nó dễ bấm hơn là nút control này. Nào. Ủa? Nút dash với nút né là nó khác nhau hả? Ủa sao bây giờ hết né được rồi? Kỳ vậy? Nè nút ship nè. Hay là trong giao tranh mình mới xài được ha? Nè bây giờ nút ship là nó không lăn lộn với anh. Nhưng mà nút chạy nhanh thì vẫn còn. Con này là con gì? Con cát với con là Migo á. Tôi muốn gửi cái thị trấn này là nhìn thấy cái thế giới bên ngoài nó ra làm sao, nhưng tôi không biết nó như thế nào cả. Cát. Cái gì? Nhìn con này nó đục đục hết á. Cái mặt nó cũng ngáo ọp nữa. Nhìn như con ếch nhưng mà nó có hai cái sừng giống con rồng. Cái gì đây? Đập đồ. Takuni, con này là con Takuni nè. Con này nó chăm đọc sách quá à. Lần đấy mình về thị trấn thì sẽ kiếm cho nó quầy quyển. Hey, you okay? Có tí nước cho mày nè. Con này gian hang dưới à? Phải chứ gì? Tôi đang thử coi mà tôi sẽ nhịn được cái nước đó bao lâu cho đến khi gần chết luôn. Tìm cách khác mà tự sát đi. Rồi cảm ơn rất là nhiều. Anh Lộc này, anh này anh ngáo gì? Có cái sản ở đây. Hiu. Nước đây. Con này thì giống con đọc sách nãy. Ủa đâu nó giống cái con đi theo mình mà. Woo! I'm alive again. Maybe. That would be a great. Hey. Mấy con này nó giống hệt nhau à, sao phân biệt được trời. Nè, sao con nào cũng đeo cái móc câu ở sau lưng như vậy? Mấy con này nó giống là thợ cơ khí. Gương 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 gương. Nhận được cái bê kia. Còn cáp bê gì đó. Có double zoom không? Có luôn, ngon.
Rồi, góp em bé hết. Game này rất là nhẹ nha. Con máy già cỗi như tôi mà nó vẫn chơi được thì con game rất là nhẹ rồi. Chào, anh phụ ta. Anh này anh đang chảy con mẹ nó rồi. Rồi phải đè nút F nữa. Anh này smile hả? Làm hả? Cứu được không? Cứu được hay không thì cũng ai biết được. Tôi sẽ sống được rồi đấy. Vận chuyển lòng yêu nước thành công. Mấy con quái vật trong con game này con nào nhìn ngon ngộ cũng nó đẹp lạ cho nó. Nhìn đẹp thì tất nhiên không đẹp nhưng mà nó đẹp theo cái kiểu kỳ lạ. Why the world have to end up like this? Thế giới sẽ kết thúc như thế này à? Things have been like this for around 50 years now. Ever since man's foolishness and a succession of natural disasters. 50 năm trước thì có chuyện gì đó nó tan hoang như thế này hả? Caused this one small desert to expand far. Sa mạc thì đang mở rộng ngày càng rộng ra rất là nhiều luôn, xâm chiếm gần hết cái thế giới này. Những chỗ này lúc trước là như cái dòng sông vậy. The few humans who somehow managed to survive. Well, they just kept on waging their pointless wars. Nhân loại chiến tranh mà hiền hòa như thế này sao? Giờ còn xài xe tăng nữa. Gì? Vô luôn đó hả? Ai ai ai. Học hăng. We can't let them destroy that machine. Guard it at all costs. Hộp ơi, hộp ơi. Đâu nó không? Ra đây. Đạn xuyên giáp mình có 8 viên à. Nước kìa, ủa phải không? Giống cái quả cầu kinh khi quá vậy. Trời ơi, nó cho mình chơi có khoảng là 30 giây cái đoạn lái xe tăng à. And so humanity's inane belligerence resulted in the worst possible outcome for the entire planet. Phòng mẹ hành tinh. Mô tả cái cảnh là chiến tranh đầu dữ lắm nha, nhân loại đầu phá hủy rất nhiều thứ. Cuối cùng lại có mỗi 4 cái xe tăng bắn nhau. Chúng ta cũng được nhập vai vào điều khiển xe tăng tí nhưng mà 30 giây à. Demons belong in gloomy darkness. So, what are we doing out here under the blazing sun? Nắng như thế này thì bật máy lạnh vô phòng mà ngủ. Ném. They call this scorching. Rồi, chúng ta bắt đầu trò chơi ở đây. Sandland. Giờ mới vào game. Hết chọc. Nó xả cái thải nhựa ra môi trường kìa. But a chance encounter is about to change this dying wasteland forever. Gái kìa anh em ơi. Đầu tóc như là bị gối vậy. Tóc tết như thế anh em tắm gội nó rất là khó luôn. Nó có cái loại nước mà dùng cái nước gọi là nước gội riêng á, để anh em rửa đầu thôi chứ rất là khó gội bình thường. Xem này để tái đến cái thị trấn quái vật như thế này, đem đồ tiếp tế đó nữa.
Một nhân loại. Ủa? Cảnh sát trưởng hả? Super Saiyan. Chữ S á. That's right, I'm a human. I come from a neighboring town. I'm Sheriff Rao. Tôi là nhân loại đến từ cái thị trấn mà bên cạnh các bạn. Tôi là Summer Rao. Tôi đến đây để yêu cầu một sự giúp đỡ từ quái vật của các bạn. Bây giờ ai đang là chủ của ngôi làng này? Phải. Vãi, nó nhảy từ độ cao mấy trăm mét xuống. You've got guts showing your face around here. So, are you the demon's leader? Vậy cậu là thống lĩnh của quái vật à? Đúng rồi đó. King Lucifer is our leader. Vua Lucifer mới là thủ lĩnh, nhưng anh ấy là không thể gặp ông bây giờ. I'm the Fiend Prince Beelzebub. Tôi là hoàng tử Fiend Beelzebub. State your business. Trình bày vấn đề của ông đi. Well then, I'll get straight to the point. I'd like your assistance with my mission, searching for the legendary. Tìm kiếm cái thị trấn mùa xuân hả? Mùa xuân huyền thoại à? Legendary. Nghe là thấy độ vàng. I have reason to believe that it exists somewhere here in this desert. Tôi tin là nó tồn tại ở đâu đó ở trong cái vùng sa mạc như thế này. Có ảnh vệ tinh mà tìm không anh? Mùa xuân ở cái nơi sa mạc như thế này. What makes you think that? Anh em còn nhớ lúc mà vô game có cái cảnh mà hai người này đứng trước cái hồ nước á? Tôi nghĩ là chỗ đó đó. This bird feeds on small freshwater fish. Chim thì sẽ cảm thấy một cái nước là rất nhẹ nhàng. Season, rất nhỏ. Bay về hướng bắc qua những cái dãy núi đó. Đúng rồi đó, những cái con chim hải âu á thì nó thường sống gần cái nguồn nước. Because I saw a water finch flying north yesterday. Tôi thấy những cái đàn chim bay về hướng bắc vào ngày hôm qua. This means there must be a spring with small fish somewhere in this desert to the south of our current. But the desert to the south of here is dangerous and wild. I doubt a lone human can make it even so far as halfway across. That's why I'm here. I would like for a powerful. Let's say we somehow managed to find this spring. Do you really think that humans and demons could share its water? Ông nghĩ là nhân loại và con người có thể chia sẻ cái nước với nhau được à? Of course. If you like, you're even free to live there. All we ask is to be allowed to take what water we. So tell me, is all this your idea, or are you? It's my plan alone. Đây là kế hoạch cá nhân của ông hay là của cái thị trấn đó? Chỉ là cá nhân của tôi à? We must find this spring by our. Doesn't sound like a bad deal. Tin được không anh em? Nhưng mà ông tiết lộ cái thông tin rất quan trọng á, là cái nguồn nước ở phía bắc. Please accept this as a token of goodwill. Đây là món quà ông tặng mình, cái máy PlayStation Base 1. Cái đài truyền hình. One of the few game consoles to have survived. Đây là những cái bộ trò chơi đã tồn tại được rất lâu rồi. Có điện chạy không? Hold on. I'll ask my dad for... Tôi phải đi hỏi là bố tôi chứ đã. Bố này là Lucifer, còn thằng này là Beelzebub á. Nè. Gui. Con này phết trơn. Mấy con này có cái dù hết nha. Đó, trong hang động nó mát mẻ như thế này không? Mắc cái gì cứ leo lên cái núi rồi chui ra ngoài trời cho nó nắng. Không có áo mặc nữa trời. Làm gì đó con trai? Bố ơi bố. Sao mặt ngáo đét chị? Giống hình cái nhân vật vụ vô mà Dragon Ball luôn. Yes. Aid him. Let humans plan will benefit us as well. Biết rồi, nhân loại có một kế hoạch cùng với chúng ta như and vậy. He seems trustworthy.
Giờ chồng anh ấy có vẻ là đáng tin đó phải không? Đó là cơ hội hội là cho con thể hiện cái kỹ năng của mình đó. Once you return, you're only allowed to use that console for 1 hour a day. Lần sau trở về á thì mỗi ngày chỉ được chơi game 1 giờ thôi nha. Be sure to only play in a bright room and don't sit too close to the screen. Nhớ chơi trong cái căn phòng đầy đủ ánh sáng và đừng có ngồi gần quá màn hình. Rồi được rồi, ông bố này đúng chuẩn là người bố có chân luôn. Trong này đúng là bối cảnh nó khá nhẹ nhàng như Son Goku luôn, không có quá áp lực hay là chính trị hay là vĩ mô gì đâu. How many passengers can fit? With luggage, looking at. Then thief, I guess. Bây giờ mình chọn ai đi? Hai người đi theo thôi. Why me? Đi chọn giả. You know all kinds of stuff, and you're good at stealing. Chọn giả có cho chọn hả? Prince, I just thought of something. Wouldn't it be easier to have someone who can fly carry you there? Quit complaining and get your butt in here right now. Cái mày đó biết bay rồi gấp theo nó có phải đơn giản không? Hey, let's move. Đi thôi. Rồi con bé nãy nó chạy xe lại đâu? Vãi, anh này anh lấy lụa phết. Nhớ nghe, mỗi ngày chơi game 1 giờ, không được ngồi gần quá màn hình, chơi ở nơi đầy đủ ánh sáng đàng hoàng. Đầu tiên là đi về phía bắc, thẳng theo cái nguồn nước. Này ông già, ông nghĩ là chúng ta đi mất bao lâu? Gọi tôi là Rao. Probably quite some time. Kỹ á. Hey, let me take the wheel for a bit. Leave the human machine to their makers, Prince. Sure, take it for a spin. For real? Để thằng này nó lái xe là toan mẹ nó đó ông ơi. Gúp cục tôi đúng là thằng lái hả? Đúng hả? D, X là lái tự động. Chuột là di chuyển Omega, nút F là nhảy khỏi thiết bị, nút Shift là tăng tốc, nút B là cái gì đó. Bạn có thể vách cho bờ đến cái thị trấn đó nếu như bạn đã từng ghé qua nó. Rồi, ok. First time driving, let's start by going straight. That's right. Just follow the road south. Sao đếm được? À, được rồi nè. Nút B là bóp thắng hả? Thiết kế game kỳ vậy, xong không có nút S là bóp thắng. Natural kid, you can boost to speed up. Lái xe cũng khá là nhẹ nhàng, tăng tốc lên. Cái gì? Đi qua cái đường đó thiệt đó hả? Đi, đi. Đó thật là phấn khích, bạn biết đấy. Tôi không có phấn khích đâu. No, sir. Not even a little. I get it already. Có gì kìa, có gì kìa. Gương, 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 gương. Không phải không? Nhận được cái là dầu thực vật. Lên xe, mấy cụ ơi. Ê, trong đó có cái gì nữa kìa. Không đánh được mấy con bộ cạp này á. Một đống gương luôn, ngon. I'll keep it. It might turn out to be useful later. Không có biết lúc nào vô cái ba lô ta. Có cái gì sáng sáng ở trên cái dốc núi nè.
Mấy con này level 1 không ạ? À? Kiểu quái là cơ bản. Take precautions to ensure you don't lose too much body. Đây là cái mỏ quặng. Mỏ quặng này sử dụng để nâng cấp. Well, so it goes. Vô option, chỉnh lại cái độ khó game ơi. Chứ đánh vài cái chết thì kỳ lắm. The desert gets awfully chilly at night. Take precautions to ensure you don't lose too much trời, body. Đậu quẳng bằng tay không khóc. We demons will be just fine. Ê, long, long, long. You humans who should worry. True. We seem to be more vulnerable to pretty much everything. We'll be careful. Game được phết đó chứ. Here we go. Nhấn ít để cho nó tự động lái, tự động chạy á. Mình lúc này chỉ điều hướng thôi. Xe chạy gần 100 km/h. Kỳ số nữa. Lấy xe đường núi mà cát như thế này lái 100 km/h á. Đây có con gì nè. Rồi, xuống bèm đó thôi. Cái gì rồi? Mày lặn hả? Sao nãy chỉnh rồi mà ta? Đây, chỉnh qua nó 1. Ý, còn con nữa kìa. Mày vô đây bò cạp. Ấy vậy. Nó chọt cái rồi, lặn luôn à. Con này nó khôn vãi. Đó, qua mức nó màu đánh là thấy nó khắc nghiệt hơn tí liền. Lên đây. Tiếp, mấy cụ ơi. Come on. Lên cháu chở mấy cụ đi về miền cực lạc luôn nè. Cái gì đây? Cắt cảnh này. Vừa mới chỉnh độ khó xong là nó qua cắt cảnh luôn. Đi đi ghép. Ô. Nghe không? Gheo bạc. Cái hố đó. Để ổn rồi, chạy nhanh lên. Ấp vô lên đi. Con gì đây? Con sâu cát à. Con này con gồng đất. Con gồng cái gì? Chạy lại đây. Con gì thì nó đuổi theo sau cái xe bạn. Dùng AD để né. Rồi ok. Giờ con hát xì nữa chứ. Ê, 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 ê. Bình tĩnh. Bình tĩnh, anh Long ơi, bình tĩnh. Ấy gì? Nó bên phải, nó bên phải. Anh Long này anh nhây quá vậy anh Long? Nó bên trái, nó bên trái. Bình tĩnh anh Long ơi. Cửa tường kìa anh Long. Anh Long kinh phải vậy? Ý. Nghĩ sao mà đưa thằng nhỏ mới tập lái xe chạy coi con này sao mà không lái đi. Ê dạ. Rồi mất tí máu. Ông đừng có hét vào mặt cháu nữa. Ông hay thì ông lái đi. Ý dạ. Coi nó bơi kìa. Đừng, đừng anh Long. Anh Long đất này, anh bơi gì trên cát nữa. Cụ làm gì cụ? Rồi, cụ ngắt cái đuôi rồi. Rồi. Đúng là cụ già đi. Cháu buồn cho nhỏ. Thằng nhỏ thì mới tập lái xe có chút xíu mà. Bắt nhỏ đuôi với con rồng. Có ghi gương kìa. Anh này phải ghi gương không? Ago, thị trấn bị bỏ hoang. Nhìn gì? Mắt cụ trắng giả như này. Đấy là chuyện thường thôi cụ ơi. Chúng ta ở một ngôi làng bỏ hoang và mất tất cả lương thực cũng như là thực phẩm. Thức ăn, đồ ăn, nước uống gì mất hết đây. Xong cái nhiệm vụ đi về phía bắc. Cái gương đâu rồi, thế nào? The people.
Looks like it's abandoned. Cái nơi này nó bị bố oan rồi, mình không có nhìn thấy ai ở đây cả. They likely moved somewhere safer. It's dangerous around. Nơi này rất nguy hiểm nên họ đi tìm một cái nơi nào đó an toàn hơn. Chú chừng này. Đây có cái gương nữa. Có cái web chỉ chỉnh kìa. Nhấn nút F để sử dụng nhiều cái một lần. Chữ nút G để dùng cái này. Nút G để dùng lại một lần nữa. Cái vật phẩm mình đã chọn, còn nút B thì vô cái bánh ngăn này. Đây nè. Mình có một loại thuốc hồi máu. It might turn out to be useful later. Đây đây, nhìn anh này như thương nhân vậy, cũ bạn á. Này. Welcome. Quái vật. Please, làm ơn, tôi ban anh. Đừng có lấy linh hồn của tôi hoặc bất cứ cái gì cả. Tôi không thể trộm linh hồn đâu. Mặc dù tôi có thể. Nhưng sao tôi lại muốn làm điều đó? Vậy à? Vậy xin chào, khách hàng tiềm năng. Ông đổi giọng hơi bị nhanh đó. Ông này thì ông đi cứu bạn với con lạc đà của ông. Đi vòng vòng xung quanh đây với một số cái hàng hóa trên lưng thôi. Con làng này để đi bố an vài năm trước rồi. Tại sao? Đó là chuyện mà diễn ra tất cả xung quanh đây với tất cả mọi người. This whole village was built from the ground up during the old war to create a safe place to send civilian evacuees. But when the war ended, so did the Royal Army supply shipments. That cut down the population. Sau chiến tranh rồi, lính Vương Triều nó càng quét đến ngôi làng đó luôn. Nên cuối cùng thì ngôi làng đó cũng tan luôn. Gần đây thì có một cái nhóm cướp nữa. Wow, đúng là dùng đất hỗn loạn. You'd better watch out for bandits yourself. Rồi, mình nên cẩn trọng với bọn cướp. Well, you never can be too careful. Cướp nó khá chậm cháu ơi. An ounce of prevention's worth a pound of cure. On that note, check out my wares. Ủa, cái ông đồng đội mình đâu rồi? Xin chào, anh bán cái gì? Thank you for coming. Ủa? Tiền mình có 500. Ông bán là hồi một tí máu, tăng một tí đam, tăng tí thủ, thuốc đơn giản vậy thôi đó hả? Thanh toán ở đâu? À, nhấn web. Trời ơi. Mua 100 bán lại 20. Mình chẳng có gì đáng giá cả. Rồi, bye bye anh. Làng này còn gì nữa không? Gương đó nè. Con vịt. Oh, can you... Ah, shucks, it's... They must have been... That's no... There's no military food relief here. And bandits are rampant. It's no wonder the people would starve. Rumor has it that starvation... Horrible. Prince, some things are better... Why? Because we're talking about humans doing something. Hold down there. And yet, they must have been in dire straits to come. Ah, so you're saying that's kind of cool. Keep it. That's not the issue here. Gần gần đây có một băng cướp. Nó nhắc đến, nhắc đi nhắc lại nãy giờ nhiều lần rồi đó. Thế nào hồi mình cũng phải bêm cái băng cướp đó thôi. Đi thôi giao bạc. Giờ chúng ta làm gì đấy? Không có lựa chọn nào thì chắc chúng ta nên quay về. Mình biết đấy, có một thị trấn gọi là Tabon, nó nằm ở không xa cái nơi này. Nhưng vấn đề là tôi không có tiền. Nghe giống như không, chúng ta không có lựa chọn nào khác, đi thôi. Come on. Leave the driving to me. Có cái hang rồi. Let's head for that stone arch. Talbot's just beyond it. Rồi, đi qua cái cổng đồi đó. It's about time. Cũng gần mà. Có cái mỏ mà, với cái hang đó. Ok, có đồ. Come on. Cô quái nào. Vô hang tìm Panemu thôi. Kìa. A notebook. Candles. Someone's living here. Có một thanh emu nào đó đang sống ở đây. Cũng có thể là một thành viên VOZ nào đó đang ở đây xã hội nhân hạn.
probably a traveling merchant's camp. It's not safe in these parts. They're plagued by bandits. Có mấy thạch trùng nhỏ nhỏ kìa. I'm guessing a merchant's been hiding from here. Làm tí đồ ạ. I've heard stories of people hiding. What about ramming through with a boost? That might break it. Something to break, all right. A car. Sao mà mấy ông đó đi theo ông mà không ông nào trợ giúp mình cho ta? Someone's living here. Weird. Sound sensing humans. Đâm đít nó, đâm đít nó, đâm đít nó, đâm đít nó, không chết. Good question. Trên cái chỗ này có cái gì nè, nhưng mà nó thiết kế kiểu này thì mình không có lên được đâu. Chắc là sau này có cái gì đó để leo leo á. Perhaps so. But we were never half as cruel as you demons. Hey, we might play tricks on people, but we don't kill. Chúng ta có thể là vui đùa với nhân loại đó, nhưng mà tốt nhất đừng có giết họ. Demons have humanity has always loved to blame us for anything and everything under the sun. When the river dried up, I bet you all said it must be the demon's fault, didn't you? If what you say is true, perhaps we have misunderstood you. Now hold on. Don't get the wrong idea. We totally are bad. But just yesterday, I stayed up late and went to bed without brushing my teeth. See? Bad to the bone. That's what being a fiend is all about. Hey. How about you, old man? Bet you've committed a minor sin or two. Come on, spit it out. I have killed men. Many men. Indeed. Có cái logo gì trên tảng đá kìa? Got weird scribbles on it. That's a bandit symbol. Đó là ký hiệu của cái băng cướp ở đây. There's bound to be some of them skulking around this area. I like the sound of that. How about a little preemptive bandit butt kick? Nhấn G để mà hồi máu thôi. No, do not approach them under any circumstances. Understood? Fine. If what you say is true, perhaps we have misunderstood you. Now hold on. Don't get the wrong idea. Điên này đúng không? We totally are bad. Why, rồi, đúng rồi, đúng rồi. Đúng đường này à. Stayed up late and went... Rồi cắt cảnh. Thịt tươi đang đến kìa. First one in 10 days. Đã 10 ngày rồi mới có những cái thằng đầu tiên. Rồi banh mẹ cái lốp xe luôn à. What the hell đấy. Cả 4 bánh đều toàn hết rồi. Cụ này có cái chỏm tóc nhìn ngổ nè. Rồi, 5 anh em siêu nhân. And if they resist, feel free to off them. Chúng ta là 5 anh em siêu nhân. You punks are responsible. Check it out, thief. Thằng này giống mình quá vậy? Stupid outfits. Their clothes look an awful lot like. Đúng là những bộ đồ trông rất ngu ngốc rồi. A brat with a big mouth. Allow me to teach. Cái miệng mày gây đúng hơn cho tao rồi đó. Tao sẽ cho mày biết một bài học. Bộ đồ này là bộ đồ OBDS em nè. Mấy này sao nó yếu xìu vậy? Mấy con mũi này. Vậy cụ đứng dòm con đánh hả? À giờ hơn chục mấy ra nè. Không biết tin được. Vô. Nhấn nút left shift để né. Rồi biết rồi. Ê gì? Ê gì? Ê gì? Mày gì á? Mày. Nó đánh 3 phát à? Phát thứ 3 nè. Đó. Đập nó. Mua xét con này nó dễ. Rồi. Lại cái trò nắm quăng chân. Chém độ thứ 3. Rồi. Đơn giản. Đoạn thứ 3. Rồi, bye bye luôn. Rồi, đơn giản. Quá đơn giản. Trời, phòng này chơi giáo nó. Nobody's allowed to be more evil than a fiend.
Đúng là combo trong mà Son Goku luôn. Đúng rồi đúng. Kicking old timer? Yeah. Ngồi giờ cái xe hàng sau. Just how strong fiends are. If I... Oh please, those guys. Những cái thằng đó là nó chả là cái quái gì đâu. No, not in this. Bây giờ nó chỉ là một đống sắt vụn. We've no choice but to walk it to Talbo. Rồi đi bộ thôi. Đi bộ đến Talbo thôi, nó không xa cho lắm. Tội nghiệp hai ông già, còn mày con trẻ. Can't believe this. Mày con trẻ đi thôi. Look, khổ là khổ hai ông già kìa. He's right. Come on, thief. Alright, alright. Lên cấp, nhấn nút kép vào cái tấm nhân vật, sau đó tăng cái skill phone. Tab 1234 để hạt tiêu kêu. Rồi, ok. What's it like in buổi tối á. Buổi tối thì có thêm sức mạnh bóng tối, quân địch thì sẽ gây đam nhiều hơn. Nút quy để chọn cái skill. Rồi, ok. Quy cộng 1 cộng 2. Talbo. It's a former mining town. Not as well. Nhân vật tặng được con gái thôi. Khi von không. Này một điểm, một điểm. Có cơ hội góp thêm một số đồ khi đến bại quân địch. Này đi. Đầu game có cái này loot đồ. As it once was, but still the biggest town around these parts. Cái khu này là nguyên một cái khu vực luôn hả? Nè. Mình có thể là loot rất nhiều. Ủa sao 0/94 hòm? 106 cái hòm. That's where they have the Aquinium mine, isn't it? Or what's left of it. By now, the Aquinium vein's tapped out, and the mine's been shuttered. Of course you used it all up. You humans never know when to stop, do you? Help, 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 please. Không help à. Cắn nó đi, cắn ổng. Tội nghiệp không? Xung quanh hép đi, hép ông đi, hai củ. Hai củ đứng dòm vậy đó hả? Từ từ, đợi tôi đầu cục quặng nữa thì cứu không sao. Đây, tôi đến cứu ông đây. Đúng rồi. Đâm đít mày nè. Q cộng 2 á. Q cộng 2. Trời, nó đấm còn cũng lồng nhiều bao cát. Ủa, đập mấy nạn văn độ cái nó hả? Rồi. Ông nợ lương mạng đó nha. Nhìn ông cái mặt giống mà tiến sĩ ai ra sao quá vậy. Đập hết xương rồng luôn. Oh, hey old man, is that the town? Người làng Talbo kìa ông già. Yes, that's Talbo. Now. Nào, giờ cả hai cậu đợi đây. It'll cause havoc if people see demons wandering around town. Bọn họ thì luôn luôn quan tâm với những cái con quái vật đang đi xung quanh, những tên quỷ đang đi xung quanh cái thị trấn. Wait, we need water and food, chúng ta right? Cần mà đồ ăn và thức uống phải không? Thief can just steal them for free. Thích có thể là lấy chúng miễn phí, đẩy con già hả? No, no, that's all right. As a sheriff, không đúng đâu, Sigil. Tôi không thể làm những điều đó. Nhưng mà chúng ta không có tiền. Tết sẽ đi dọn nó. Ông có bộ trang phục đúng không? Yes, of course, Prince. Tôi không bao giờ đi khỏi nhà mà không mang theo cái bộ trang phục này. Phải đấy, ông già Noel à. Chứ còn cái gì nữa? Ông mặc đồ này ông điên chậm đó hả? Even if I get caught, I can just talk my way out as long as I'm. See ya.
Vãi, nhìn ông chạy kìa. Trời ơi, ông già Noel đi phát quà mà ông đi ăn trộm. Cụ ơi là cụ. Cái gì đây, cái xe mô tô đây. À, của em gái á. Mô tô cyber hả? A motorcycle. Motorcycle. Looks like it's in good condition. Trông nó ổn đấy, mình có thể trộm nó rồi đào thoát ở đây luôn. To get what I came here for. Ah, just what I was looking for. These. Đó, vô đó trộm phải đây hả? Still plenty more. Okay, I'll grab what. Coi, cúi đầu hấp xuống, dọn đầu trộm thôi. Nhiệm vụ, tìm đồ ăn thức uống trong thị trấn. Lại đó thì nhấn nút F. Mình có thể giữ nút B trong cái lúc đó để xem mà đối phương có phát hiện mình không. Không có gì đâu anh, không có gì đâu. Everything I work for gets taken. Lính hoàng gia đang đây hả? Những cái gương này của mấy lính dân ở đây trông nó thôi. Stealing from the Royal Army doesn't trouble me one bit. Take everything you can get, I say. Thằng nhỏ đi qua, thằng nhỏ đi qua. Đi lẹ đi cháu ơi. Con chó này kìa. Cháu đi nhanh đi. Cho cụ qua bánh ơi. Không có gì đâu nghe cháu, không có gì đâu. Ông già Noel đi phát quà cho cháu đó. Cháu ngoan đi, ông sẽ cho có quà cho cháu. Một viên kẹo bằng đồng. Con bò hả? Tiếng bò, con trâu. Trông giống như là ăn ngon, có nên mang theo không? Ủng bò, mung mung mung. Trời, nhìn cụ chạy kìa. I'm beat. Tôi mệt mỏi quá. Time for a break. Vãi. Cụ rồi. Vãi lờ cụ. Đúng là cụ chuyên nghiệp. Ông già Noel cũng khác. Đúng là ông già Noel luôn á. Spino. Spino. You have to go south. Bạn cần phải đi về phía bắc, nó hơi khó đi một tí. Được bao quanh bởi mà rất là nhiều cái núi luôn. Bạn muốn lên đó làm gì? Em này chắc đi hỏi đường quá. Trong cô ấy thì không giống người đây cho lắm. Thôi, đéo quan tâm nữa, chúng ta quan tâm đồ ăn thôi. Cụ Noel này đúng bá luôn á. Ủa, đây hả? Màu đỏ là gì ta? Stan, I'll take the delivery to nap space. Đến đây hàng đưa đây. Tank parts? I mean, they're getting. Man, a tank! Just. Quit. Oh. Oh. A tank, you say? Có một cái xe tăng nào đó đó. Got to tell the prince. Chó, chó, chó. Cái này sao không ai danh tay gì? Dễ quá vậy. Get this. Some. Có một cô gái kỳ lạ. Có một cô gái rất là lạ lùng đã hỏi tôi về đường lên cái đỉnh Pino. You know, không biết đấy, nơi mà lính Gabel đang chặn cái con đường đó đây. I hear it's been deserted ever since the Royal stormed it decade. Gabel thì có cơn bão đâu hàng thập niên trước rồi. Điều gì mang cô ấy đến đó? Strikes me. You think she could be up to no good? Có chắc là điều tốt không hay là cái gì đó? Nothing of interest to us here. Không có gì hứng thú ở đây. Không có gì thú vị ở đây cả. Xong.
hoàn thành nhiệm vụ. Anh em thấy đi chậm chó là một chuyên nghiệp không? Perfect. Plenty of food and water here. Có đồ ăn thức uống rồi. More than enough for us. That news about the tank is the most valuable piece of this hall. Có thông tin về một số cái xe tăng có giá trị ở đây nữa. Better get going. Prince is waiting for me. Got our requisition. Yeah, but they seem kind of light. Hey, hey, đó. Haven't seen you. Wait, why are you running? She's got something to hide. Này, sao cô lại chạy? Arrest her. Cô ấy có dấu gì đó đuổi theo. Stop. Rồi em đã lấy xe đi rồi. Chạy nhanh phết chứ. Cái xe của mấy lính quân đội nó chạy còn bằng có hai cái bánh trước à. Xe của mấy lính quân đội nó nguyên cái thùng ngoài sau mà nó đi bằng mỗi hai cái bánh thôi. Đồ ăn thức uống về đây mấy cưng ơi. Nhanh đó. Không chỉ là nhanh đâu, đó là tài năng của tôi. Tôi còn có thêm một số thông tin có giá trị nữa. Quân lính thì có một cái mà xe tăng ở bên cái nắp bay đó. Cái căn cứ nắp hả? Xe tăng, ngon đó. Chúng ta đang cần một chiếc xe, chậm đó thôi. Hold on there. That's a whole lot easier said than done. Đợi đã, nói đừng có nói như là nó dễ lắm như vậy. Hey, we need some car or other. I'm not going all the way to. Rồi, chúng ta đi chậm xe thôi. Ok. Well, we might as well check out this base. Rồi, chúng ta cần kiểm tra căn cứ đó chứ đã. Sweet. Đi thôi. Chậm đồ ăn rồi bây giờ chậm luôn cái xe hả? Đây là cái điểm để mình hồi máu và mana. Vậy lại nhấn nút F là được. So, where is this nap space anyway? It's eastward of here. It's not that far. Cái màu vàng vàng ở góc trái dưới đó là cái gì ta? We'd best scout the area first. Góc trái dưới có số 15 gì đó. Nè, cái anh nãy mình cứu nè. Có đồ gì nôn hết ra đây anh ơi. Mình có 4 cục máu đủ rồi. Cái viên quặng màu bạc này. Định bán à? For siêu linh à? Bán luôn. Ủa bán sao? Giữ nút ép để bán. Mình còn được 1.000 tiền. Thank you for coming. Thank you for coming. We've committed a terrible injustice against the people of Talbot. You mean the food? Trời mày luôn, con này con quái à. Yes. They're barely getting by as things are. This will have been a real blow to them. Everything I stole was already stolen. Con này bự vậy? Ấy da. I should have known. Ruthless brutes. Trời cũ đứng chắp tay sau lưng đứng nhìn. Same thing to every time. I'll keep it. It might turn out to be useful later. Có cái hàng kìa. Chỗ này nó thiết kế như thế này là chúng ta chưa có lên được đâu nè. Tôi nhìn là không thấy đường lên luôn á. Looks like there's something up there. Có cái gì đó ở trên nhưng mà lên bằng đường nào? If we had a vehicle that could jump. Đó, chúng ta có thể mà lên được đó nhưng mà lên được nè. Lên chỗ này rồi mình đi đường nào nữa ta? Không có đường đi. Cái này sau này mình có thể leo tường hay là móc câu hay là cái nhíp hóc gì đó hay là cái gì đó bay bay mới lên được. Chứ hiện tại thì vô phương này. Rồi, cắt cảnh này. Đây đã. Có rất nhiều lính ở xung quanh đây. Chụp giống như là cái điểm kiểm tra ở gần trước vậy. Chúng ta không thể lên đó đâu. Nghe chưa? Có tiếng gió đến từ cái hướng đó. Gió từ cái hang động. Tôi nghĩ là chúng ta có thể đến được căn cứ. Maybe we can slip by the checkpoint. Chúng ta có thể vượt qua cái điểm checkpoint đó bằng cái chỗ này. Nghe ổn đó, lên đi. Nghe tiếng gió thôi mà biết có đường đi luôn á. Mấy lính toàn level 1 không mà, công vô luôn. Ở đây có cái hang. Chúng ta đi tìm Phan Emu thôi. You know. If we bust this down, I think we could make it through. Bị cái gì chặn tiêu rồi.
Vì sau này phải unlock cái chỗ đó mình mới quay lại được. Game này nó dạng mà gần như open world á. Pretty sure I could climb up there. Ừ, chắc là có thể leo lên chỗ này thôi. Tội hai ông già kìa. Mày còn trẻ mày leo được, còn hai ông già đó buộc dây kéo lên hả? If you hate the army so much, why not fight them? 30 years ago, the whole rebel army dared to stand against them. But the royal army tore them to shreds and scattered its members to the winds. Wow. Đơn giản. Really that strong, huh? I can't wait to charge into their base. Don't even think about it. Not even a fiend can take them head on. Ồ, những căn cứ quân sự thiệt luôn kìa. Bingo. Kìa. Kìa xe tăng kìa. Nó đi vào cái nhà kho đó rồi. Cái mẫu đó không phải dùng cho chiến tranh, nó là một cái mẫu mới. Rồi chậm nó cho chúng ta đi. Hết. Cậu có biết cậu đang nói cái méo gì không đó? Được rồi, để tôi. Cậu giờ cậu ra tay hả? Cảnh sát trưởng sẽ ghiêu, không chắc chứ. Không chắc có thể chọn nó chứ. Đã từ lâu là những chiến binh đó rồi. Rồi, chọn đi. Security doesn't look very tight. We should be able to sneak in. Chúng ta cần lén lút đến được cái chỗ này. Rồi, ok. You've got hairspray, don't you? Cậu có thể đánh được hướng đấy. I have an idea. Let's get close. Rồi, đi được gần thôi. Giờ cụ mới ra tay nè. Không biết cụ ra tay hay là mình phải làm nữa. Khả năng là mình làm rồi. Đi nào xuống vậy? Operation? Awesome. Awesome. Have you guys ever raided a base before? Nope, never needed to. Không ai cả, chạy thẳng thôi. Lucky for us. Us? Never mind. Nhìn cũng hiện đại quá à. All right. So. Vậy kế hoạch là sao? Thief and I will cause a little diversion out front to draw their attention. When that happens, Prince, you sneak in from the... What? Why me? Go be a... Cái chuyện gì cũng lôi ông hết này ra vậy? Nó là trò chơi mà thôi. Prince, you're far too willing to let the... I'll zip it, unless you got a... Rồi, làm đi. Trừ phi ông có mà cái ý tưởng nó đúng hơn. Rồi, quyết định vậy nhé. Don't let the soldiers spot you in there. Rồi, đừng có để quân lính thấy mình. You're telling me? Đừng có nhắc tôi gì đó ông già. Rồi, để tôi thể hiện. Hai ông già này lại đi cứ chính hả? Tụ điện khói à? Đó. Poison gas! Khí độc. Say what? Poison gas? Cái đéo gì đó, khí độc hả? Đâu cái mắt thôi mà. Rồi, hai ông này sẽ đánh đại tướng ở cổng chính cho mình đi cái cửa phụ bên hông vô. Mấy thanh niên chiến sĩ trong quân đội mà chạy không lẽ hai ông già nữa. Cái gì đi vô dễ ợt kia đó hả? Rồi, lại cái trò lén lút. The others might get caught if I cause a racket. Huh. Better keep a low profile till we've joined up again. Rồi đi đường méo nào vô được. Nó có cái hòm nữa kìa. Lại gần đó đóng nước mép. Nó hùng ngay ông vô bất tỉnh luôn.
I think I can jump it from here. Ê, chém nơi gót rồi. Rồi, ê. Ê. Ngồi anh cắm luôn. Sai rồi, em sai rồi. Làm lại thôi. Oops, they saw me. Gotta be more careful. Kỳ gì? Tới đó là nó không có double zoom được. Nó đang nhảy cái cú của cú thứ hai cái gì á. Nhảy chậm lại, nhảy chậm lại. Bên đó có cái gì nó bắn xuống kìa. Nè. Yeah. Xếp. Không cho xếp. Đúng là con khỉ thì dưới có gương kìa. Chọc nhảy xuống. Ủa phải, giật cái mình. Oops, they saw me. Gotta be more careful. Không có gì đâu anh, không có gì đâu. Quay mặt đi. Ừ. Cái gì? Nên đi đằng kia là không nhìn thấy luôn. Phước rồi, nó phước rồi. Không có gì đâu bạn ơi. Đã bảo không có gì đâu. Có con khỉ à. Tỉnh nè. Lút cái hòm. I'll keep it. It might turn out to be useful later. Ủa, chỗ này hả? Cái gì? Nó để cái hòm đằng trước và mình phải thịt cái hộp này à. Không có gì, không có gì hết. Không có gì hết. There's soldiers swarming all over the place. Maybe I can use the cargo as cover. Cái gì, cái gì? Sao nó thấy mình được? Hey, did you hear? Có nghe cái gì không? Có cái tiếng gì đó cánh cổng. Giờ mình đi cầu thang hay là đi đường này? Cầu thang có gương. Here we go. Nhảy thôi đừng có kêu. Lại có cái gương. Cái tia vàng vàng nó bay xuống hay là cái gì ta? Ừ.
Hóa ra là sợi dây điện thôi. Nó gợi ý cái đường đi cho mình. Hey, did you hear? Yeah. Doesn't seem to be from around here. Nó đi tỉnh như con gùi luôn á. I can jump this distance. Cái chỗ này dây điện nó hở này chắc phải nhảy nè. Soldiers, they're everywhere. I think the tank went into the adjacent storehouse. Here we go. Thằng này nó đi như nó biết đường sẵn vậy. Found it. Hope the geezers are okay. Nó còn quét cái sơn màu vàng đó với thêm cái bóng đèn cho mình dễ thấy nữa. What's wrong? Guess she's dead set on staying quiet. But what about the girl? Shouldn't it'll be fine. The door's locked. Chậm. How's she? Yeah, you're right. Nhắc về cái con bé nãy, con bé lái xe trốn đi. It'll be useless before long. So this is a tank. How the heck do you drive it? Làm thế nào để mà lái thứ quái này gì vậy? Chưa vô thì nhấn nghe thôi. Sau đó sử dụng nút AD để lái. Sorry for the wait, Prince. Ủa, hai cụ này mò vô được luôn hả? So this. Look at this. Four anti-grav stones. Big ones too. But it's mid repair. Won't run like this. Nó đang sửa chữa nên không thể chạy được. Họ làm cái gì đó? Quỷ, ác quỷ. Hả? Em này bị bắt nè. Vậy ta quỷ thực sự tồn tại. Hey, wanna get that tank running? Này, muốn lái cái xe tăng đó con. Why? What's it to you? Promise to get me out of here, and I'll fix it for you. Giúp tôi, đưa tôi ra khỏi đây rồi tôi sẽ giúp mấy ác quỷ là sửa chữa nó thôi. But who exactly are you? Nhưng chính xác cô lại. Those grunts will be back any second. We don't have the luxury of choice here. Prince, let's help her out. Okay. Hai cụ già rồi, để em ấy cho tôi nha. Đó. Quay cái góc quay từ dưới lên. Cũng được. Bulma. Hey man, and it's your lucky day. Tôi là Bulma của anh à. Rất là may cho các vị đấy, tôi là một cái thợ máy chuyên nghiệp. Đây, cô gái này là cô gái bị truy đuổi bởi cái bọn Tabo nè. So those goons, they don't have a new one though. What do you need? Thanks, but this is nothing. In the meantime, tôi không cần gì cả, chủ yếu là thời gian thôi. I'm Rao. This here's Beelzebub. Đây là Beelzebub già thớt. This is the first time I've ever seen a demon face to face. Đây là lần đầu tiên tôi gặp demon già mặt đối mặt với anh. Is it normal for you guys to run around with humans like? Nó có bình thường không khi mà cậu chạy lăng quăng xung quanh với những nhân loại như thế này? Absolutely not. Tất nhiên là không. I wouldn't be caught dead with the... Sorry, Gramps. Could you scooch for a sec? I have a name, thank you. Nội nghiệp ông cụ. Okay, old man. Maybe we can fix the tank. But how are we supposed to get out of the base with it? Rồi, cái cũ. Bây giờ sửa cái xe xong xong rồi làm thế nào để ra khỏi đây đây? After that diversion, we'll fake a deployment order. Prince, thief, you two hide in the tank. Dấu bằng niềm á. There we go. That should get us moving. Nice job. Your abilities. So, do I hide in the tank? You're not gonna just leave me here, are you? No.
Those soldiers are coming. Đập mấy lính luôn. We've got no choice. Hold on. Forget it. We gotta hustle. Cái bộ ghia của em này nè, một cái mắt kiến với cái túi sách. There's something very important in my things. Cái gì đấy? Giống cái sợi dây chuyền mà có cái tên lửa gì? Rồi, em mang bị thấy rồi. Why are you planning to steal the tank all for yourself from the... Bình tĩnh mấy anh ơi. Get in, hurry. Nhanh lên. Bị trúng đạn hả? Why did you shield me? A bullet wouldn't have even scratched me. Sao lại bảo vệ tôi làm cái gì? Đạn có ảnh hưởng gì đến tôi đâu? No choice now. We'll have to break through. Nhanh nào. Let me take the wheel for a... Ôi vãi. Right, good work. Easy peasy. Stay sharp, kid. Lên. Park gates to our right. Head for that. Soldiers closing in. Focus. Or we're toast. Sắp đến 30 tháng 4 rồi, anh em nhìn cái con game này có suy nghĩ không? Reinforcements from the checkpoint. Prince, don't bother wasting time fighting them. Make for the bridge to the right. Roger, the bridge it is. Rồi, đi thôi. Xe tăng này chạy trong gì à? Mấy thanh niên này gánh gùi đến nỗi là cướp nguyên cái xe tăng luôn. Gầy đạn đó. Straight across. Keep going till you lose them. Rồi đang đi nè. Đừng mấy anh lính ơi. Anh nghĩ sao mà đối mặt với xe tăng vậy? Just ignore them. Turn left. Stay on your guard. Tội nghiệp mấy anh lính. Tôi không muốn đâu nhưng mà lại mấy anh lao ra thôi. Mới vài giây trước à, cái thằng cu này nó nói là không giết người nữa nha. Bây giờ nó bắn thẳng cái tên lửa đạn đạo vào mấy hung bành luôn. Gì đó, gì đó. Rồi bắt tà tăng rồi. Nhìn tăng như tăng ngầu lòi vậy đó, có chữ cao luôn. Tăng mình là tăng 104 hả? Do this, Prince. Just aim true. Surround and attack! Tank damage exceed 50%! Damage to the tank! Gây đáng nhắm. Easy. Rồi, quá đơn giản. Rồi, mấy anh lính chết không nhắm mắt luôn. What the? Look, they're taking out our tanks! Run for your lives! Gần phó gió là ai? Cleaned every last one of them up without a single fatality. I'd be bored without humans to mess with. It looks like we've bought ourselves some time. Cái gì đó? Đợi đã. What's that? Prince, you should try heading over there. There might be some loot to be had. Is this a tank? Loot được nguyên chiếc xe tăng luôn. Looks like a main cannon. If we install it in the tank, it'll make it way stronger. You mean it? What are we waiting for then? If I remember right, the old road ahead leads to a campsite. We can install it there. Cái gì? Lên xe ông cụ. No, no. Phải ông cụ chạy băng dưới cái bánh xe chứ. Mấy vừa kén là đi luôn rồi. We managed to make it to the. We should be safe from the royals. Well, in that case, let's install the camp. Great idea. Sao mà nó gung như này hả? Thôi, đây là xe tăng của mình. HP máu không một dạch à. Vũ khí chính. Vũ khí phụ, tốc độ thì nó tương đối cao đó. Còn lại mấy chỉ số khác như hạch hết. Xe tăng level 1, mình có thể nâng cấp nó lên luôn. Wow. Rồi, nâng cái đạn này lên. Tăng gân đốt. Lên được 12 đam. Đây à. There we go. Your new part. Wow! You're very impressive.
Thing is, though, the transmission's at its limit after... Suspension's on the Fritz, too. You know a lot about tanks. Yeah. Tried my hand at any number of things. Ông này ông từng trong quân đội nên ông biết cách mà biết có nhiều chi tiết về mấy cái vũ khí quân dụng luôn. Tăng rồi rất là thích nói luôn. Chiến tranh không có hồi kết. I'm glad to have another gearhead around. Hold up. You mean our tank's already fallen apart? We just got it. I can patch it up, but that's a temporary fix. Well, can't you do something? Ace mechanic. Trong Dragon Ball hồi đó hình như em Bulma cũng là thợ máy đúng không? Sau này phát triển thành nguyên công ty cưới cả đích đó. Of course. Bên đầu cũng là dạng như kỹ sư mà máy móc đó. You guys want to come with? There's a garage there where I should be able to get this fixed up for you. Ở mà cái đỉnh Final có một cái gara để có thể lên đó sửa chữa. It's in the mountains to the south. Nó nằm ở ngọn núi phía bắc. You don't know where the town is, but you know it has a garage. Bạn không biết cái thị trấn đó nhưng mà cũng biết ở đó có một cái gara. Well, someone who used to live in Spino told me all about it. Có ai đó ở Spino đã nói tôi để điều này tin được không? Be hard to find, but it actually thị trấn thì rất khó để tìm được. You know? Yeah, been there a few times myself. Don't know what's become of it. Well, without the tank, we'll never make it. Traveling solo without my bike really didn't sound like a good time. Đêm này là cái xe máy này mất tiêu rồi. If that's settled, I'll get started on some makeshift. You guys should get some. Thanks. We'll take. Giờ mình nghỉ ngơi, để em này lo chuyện cái xe đi. Có khi ngủ giấc thứ chị em nó lái xe đi mất đó. Mà kể cũng khó, chạy con xe nó mà sao trốn được. À đây vẫn đủ 4 người đây. Game này là nó tương đối cốt truyện, nó tương đối nhẹ nhàng. Nên không có cái trò mà lừa lọc lẫn nhau gì đâu. Rồi, đi thôi. Kamiga, mình có thể ấp sành trong cái đó. Bạn là vô hạn nha. Vigilant and be prepared to engage. Let him come. I'll sky high. I knew it. Royals ahead and the bridge is raised. Làm thế nào để hạ cậu xuống được? A dead end. What luck. Ôi bãi nó đông ghê à. It's a drawbridge, right? Just destroy the reel and it'll come down. Chỉ cần phá hủy cái gồng gọc mà nó sẽ hạ xuống hả? My kind of plan. Let's get to it. Từ con game mà vui vẻ hòa đồng bây giờ nó giết người như quéo luôn. Bắn hụt không vậy? Sort of xin lỗi những anh lính. Is there any way across? You would have to lower the bridge. Destroy the reel. Ông này ông chạy ra ông lúc đồ nè. Nè. Nice work. I'm impressed. Way to go. Lên xe cụ ơi. Good job, Prince. Anh em thấy tôi tăng cái điểm kỹ năng cho cụ là để loot thêm đồ ấy, ngon nghẻ chưa? Tôm tép. Tôm tép thì tránh xa tôi ra. Moving and make for Spino. So, what sort of town is Spino? Đừng có đuổi nữa anh lính ơi, anh về đi, gia đình mẹ nhỏ con thơ, anh ừ đúng rồi đó. Còn gì nó bay vậy? Nó bay sao mình đánh ta? Tanks sure have come a long way. We've got a long journey ahead. It'll come in handy if you get tired of driving. Trời nó trâu kìa. Rồi, cũng ít chế độ tự động lái. What
Bruder. I just said it like it is. Cô ngửi thấy cái mùi kỳ lạ gì không? Kể đâu kìa. Really smell weird? I honestly can't say. Phá cái đường này mình đi đâu nữa ta? Trust me. I know. Có cái hang ở đằng đó. What stinks is your fixation on people's BO. Chúng lít đồ đi cũ, đúng rồi đó. Dạng là cái đường tắt thôi. Lít đồ bằng xe tăng luôn. Đó. You're a weird one, old man. Tăng tốc lên. Chào mấy chú lông. I'm not that noble. Only death awaits us if we don't help each other. I guess. Cái này chắc phải loot bằng tay rồi. Ủa? Mình bắn đồ nó văng ra là phải chạy lên lũng nữa. Trời ơi. I'll keep it. It might turn out to be useful later. Chết rồi, không có cao cái nòng lên được. Cái nòng mình chỉ dơ tới nó. Cái gì đó? Vãi. Khinh khí cậu à? Well, there's a weird plane headed. What? Impossible. Đúng là không thấy được, không thấy tin được. Have been outlawed by royal decree. There shouldn't be a single one. Nó chỉ có một trên mà thế giới này thôi. Stop. Stay hidden. Núp đây đi, để tôi. Giống cái mà phi thuyền của thằng phi giá. Tank 104 report. Tăng 104 báo cáo. Is there a problem? Do you read me? Is your transmitter broken? Nghe không, tăng 104. No response. Không có phản hồi. Có nè. Think you had it. Must be radio trouble. Rồi, có vẻ là vấn đề radio đã có lỗi tín hiệu gì đó. Let's move. Được rồi, đi thôi. Dễ quá ha. Đưa cái đầu ra lắng lắng cái là xong. Biel, start the tank. We need to leave now. That's Prince Beelzebub to you, and don't you forget it. Can this petty squabble wait? We need to hide. Take cover under that boulder. All right. Làm gì mà đổ mồ hôi hột thế nhỉ? Hết xăng à? Is this really going to work? Let's just see how things play out. Núp thôi. Báo cáo từ cái mà căn cứ Naba đã có ai đó đã trộm cái xe tăng 104. Quay đầu lên nhanh lên. Tạo sự nghiện nó như một cái bánh hamburger. Old man, the plane is coming back. What? Chết mẹ rồi, cái xe tăng của tôi. Cái xe tăng mới mua nãy. Trời ơi. We have to fight. I told you to call him Prince Beelzebub. I'll take him out myself. Cụ này mới học lái mà nó ngầu vậy. Xe tăng solo trực thăng à. Over there. Head for the high ground. Our shot should be able to reach it from rồi, there. Lên cái chỗ cao đó mới thể ngắm bắn được nó. Won't be able to hurt us without their machine gun. Take that down first. Now, fire. We're going to counterattack. Hide behind those rocks. Rồi, núp sau cái đống đá đó để tránh đạn cái nó. Boost to avoid attacks. Just make sure to watch out for overheating. When you're out of ammo, try slipping behind a rock to get the leeway to reload safely.
like we've managed to give them the slip. Seems like they've lost sight of us. Không có góc bắn. If we tell them from behind, we shouldn't be spotted. Once we're in their blind spot, use the scope to hit them accurately from high ground. If hitting the machine gun's too chancy, keep aiming for the tank. Biel, I know you can do this. What? That's water. Bình tĩnh anh ơi, bình tĩnh. Quá dễ coi. Tăng tốc lên. Lên dốc cao mới bắn được. Mày hả con? Xịt nước. LB, it really is water. A whole tank full of it. They hit the water tank. Mà nó bắn rụng cái mà bình chứa nước rồi. Tanks can't fire straight up, but we can drop bombs right on their heads. Nó sẽ thả bom lên cái đầu mình luôn. They're trying to bomb us. Thôi xong rồi, dạ dạ. Anticipate the enemy's course and cut them off. Bombs away. It's only a matter of time before nothing's left of us but a smoking crater. Ấn dùng cái làn khói à? Turn up the tank's anti-grav stones as high as they'll go. If we can make this tank nearly weightless, we can lift the front end and try to shoot straight up. It's no good. Even at max output, we still weigh 1,562 kilos. Good thing you got me around. This end needs to go up, right? You can't be serious. That's still as much as a normal car. What do you think you're doing? Get back in the tank now! What, you think my help's gonna make it heavier? Em này làm gì có sức mà ra đây đẩy hả? Cái gì? Nhấn nút gỡ hả? Không nói ai biết. That's it, Rich. Ủa bà dựng cái xe tăng này lên làm cái gì? I can't believe it. They're doing it. Để bắn dọc lên hả? Trời ơi. We're in position. Fire. Impossible. Đéo thấy tin được. Tôi còn đéo tin nữa. We showed them. Coi, giờ solo tay đôi với ông tướng không? Get away with this. Mày sẽ đéo thoát khỏi chuyện này đâu. Thanks, Prince. Thief. We met. Odd, though. That plane seemed to be. If that's true, the king's water supply must be in the direction it came from. Cái bồn nước đó nó có bay bay trên trời á. Hẳn là nó phải có cái chỗ lấy nước ở đâu đó. Đúng là cái chỗ mình tìm kiếm á. Wait. You telling me this legendary spring we've been looking for all... is really the king's water supply? Có. Cái khu mà mình tìm kiếm từ trước đến giờ á, nó chính là cái khu chứa nước của mấy thằng kinh này. If that's true, doesn't that mean this... Hàng gì nó chặn hết một cái lối đường ở đó luôn. Nó tính độc chiếm cái khu nguồn nước ra cho anh. Don't look now, but our tank's taken even more damage in the last battle. Rồi tốt nhất bây giờ cẩn thận đi. Xe tăng của mình là không có thể chịu được là chấn thương nào đó đâu. It's called Spino. Nó được gọi là cái đỉnh Spino. Something's on the ground near the tank. Lên cấp. Mình có thể né, đấm đi, không có né. Trái phải, ở mà combo trên không. Tăng thêm cái lượng tiền mà khi mình hạ gục quân địch. Quân địch có một món quà,
gọi là cái Bobby Chop, là cái hộp chứa cái quả bom nó gây đâm diện rộng, có cơ hội rớt ra cái item. Cái này là cái khiêu chủ động á. Thôi phá những tảng đá, cây và những cái cây xương rồng để thu nhập thêm cái vật liệu. Cái này gọi là cái khiêu chủ động hả trời? Đáng lẽ cái khiêu bị động chứ. Mình tăng cho cụ này đi. Mình còn một khiêu nữa hả? Còn điểm nữa. Check it out. Take that. Yeah. Yeah. Khác cái gì đâu? Yeah. Take that. Take this. À. Đấm hai cái và đá một cái nè để hất lên. Gumdo. Stop and observe your surroundings. Are you guys looking for the legendary spring? That's right. For the good of the country, we want to put an end to the water shortage. Tôi chưa gì cho anh khai hết bí mật cho nhỏ này coi. Cùng với một con quái vật, các ông đi tìm kiếm một cái là mùa xuân huyền thoại à. We are. Once we find that spring, I'm gonna take a leak in it. Prince, I beseech you, don't ruin the drinking water. Hmm? Is someone talking? Ah, forgot to turn off the radio. Nãy giờ quên tắt cái radio. Phải lờ. Mày không chỉ chọn cái xe tăng của tao, mà còn phá hủy luôn cái con tàu bay của tao nữa. Ủa? Điên nào? Zeus. Supreme Commander Zeus. Đại tướng quân Zeus. Is that old codger still alive? Vẫn còn sống đến bây giờ. Không biết ông đó là ai. Bắt đầu hồi ứng về quá khứ à? It seems all too clear by now. Ủa không, ông này là ông khác. We can safely assume that those verb, but they won't get the better rồi, of us. Yeah, rồi. What are all remaining tanks to stand guard around? Do not let them near that water. Mày đéo thể đến gần được cái nguồn nước của tao đâu. Pierre, đại đế. Sir, yes sir. Those renegades won't get. Honestly, who steals a tank? Looks like my quarry actually has. Từ cái vụ trộm cái xe tăng này mới lòi ra một đống cái vấn đề như thế này nè. Ngay từ đầu mình đi bộ đầu hoặc là cái xe không có hỏng hay là không có gặp mấy anh cướp là xong rồi. So that really is where the king's water source is located. It sounds like there's some secret surrounding it. Yeah, có vẻ có bí mật gì đó nằm đây thôi. They're terrified of us getting close to the spring. Rồi lấy đi. One way to find out. Let's head south. It's getting dangerous and fun. You call this fun? Which only makes tank maintenance more of a priority than ever. Nó là chúa tể địa ngục mà, nên mấy cái trò này nó chỉ là may mắn thôi. Chỉ là một trò chơi thôi. I'll keep it. It might turn out to be useful later. Here we go. Ủa sao giống mình đi ngược đường quá vậy? À đúng đường rồi, đúng đường rồi. What kind of region are we in? Well, there should be a few towns, an army base. Look just ahead. See the bridge there? Spino is right beyond it. Spino, huh? Spino, hả? Huh? Cái voi của em đó nghe cũng mà dễ thương vết. Spino's just on the other side of these doors. Come on, let's go in already. I'm dying to see the sights in a whole new town. Đến được cái thị trấn rồi. Cũng được quá nhá.
nhìn giống cái map trong mà cái con game gì ta, Fun World á, khá là hoang tàn luôn. Gà ga ở đâu trời, kìa kìa kìa, có mỗi cái nhà đó là còn nguyên thôi. Tôi nghe cái lời đồn mà nơi này đã bị bỏ hoang. Trông nó còn tốt hơn cái thị trấn ma nữa. Có thể sửa sự tăng ở đây không? My visitors are rare around. Có người nên còn sống vậy? Are you folks travelers? Yes. I'm this town's mayor. Tôi là Kỳ Linh. Now I know you just got here, but I'm afraid that I'm going to have to ask you to leave. Ông này ổng là người ở đây nhưng mà ổng hỏi cái cách để rời May đi nữa. At least ask why. This town's seen enough trouble. Cái thị trấn này đã có quá đủ những cái mà vấn đề rồi. Chúng tôi không chào đón những người ngoài. Bây giờ nó không tiếp đón mình này. Chứ không phải nó rời đi nhầm. Mayor Tor, we're not here to cause this town any trouble. I swear. Chúng mày vừa bắn một cái quân đoàn luôn đó mà lại bảo là không có mang vấn đề đến thị trấn này, lại còn hề thốt nữa chứ. Don't believe I ever mentioned my name. You know who I am, young lady? Yes. I've Tôi nghe nó từ thị trấn Ma Tô á, Lango. Tôi chỉ biết một người duy nhất có thể biết được cái tên tôi đó là. The same one, no doubt. He wanted me to give you this letter. Anh ấy muốn tôi đưa một thư cho bạn, đây này. Let's see then. Ký hiệu này nó là của Gabriel May á. So, the old war horse is still. Do you trust me now? Rồi giờ tin tôi chưa? I suppose so. You're free to use it. Rồi. Thank mình you. Được sử dụng cái gai gá đây thôi. Nó dẫn nguyên cái quân đội đến tàn phá banh cái mà ngôi làng của ông bây giờ. You worked some magic back there. The man who raised me is an old friend of the mayor's. What was in the letter? Cái gì trong bức thư đó? To allow me to use the garage and tinker around to my ticking heart's content. And why exactly did you need to risk life and limb to use? Well, I mean, just look. It's been put through its paces, but it's cái gà gà này có gì đặc biệt mà em nói lại muốn đến đây với gì đó? Đang giới thiệu về mấy công cụ máy móc hả? Rồi, ok. Mấy cái này không biết gì hết. You won't see a full-service pit stop nearly as good as this anywhere outside the army. Rồi, được rồi. I suppose. Enough with the chit chat. Rồi, chit chat đúng rồi, sửa xe tăng đi. Chỉ là trò chơi con thôi. Take some time though. We might as well mingle with the locals for a bit. While she fixes. Con cụ nào kìa? Con cụ nào nó chống nạnh nó chống cầm nó nhìn mình kìa. Or what the army's up to. Come on, let's go. Đi thôi, nhanh nào. Ra chồng cụ này cái ơi. Đợi. Ủa mình đây, đập tiền ở đây. Tôi không có ăn gậu đâu. Far from it. You're talking to the feet. Beelzebub. I see. Glad Quỳnh you're tử nice. How do you like Spino? A great place, huh? Yeah. A great big dump. I'll admit, it seemed ages ago. Cái thị trấn này sẽ tốt hơn vòng một ngày nào đó mà thôi. Khi mà cái lính của Ami tấn công thị trấn này á, thì coi như là nó còn luôn. That'd make Grandpa Tor happy. Aw, as much as your work ethic. What was that? Mình đi đây gần là nó dọn mình nè. Chào bà. Chào dưỡng làng. Rồi, hôm nay chơi đến đây thôi. Có thời gian rảnh tôi chơi tiếp một game này. Game cũng khá là thú vị đó. Cái cốt truyện nó tương đối nhẹ nhàng, dễ theo dõi cho anh em luôn. Chúng ta có gái xinh ở đây nữa. It's possible that they'll know a route south. Rồi, có thời gian chúng ta sẽ chơi tiếp. Tôi lưu game cái đã. Game này save data, save 3. Yes, rồi ok, bye bye anh em. Có thời gian thì tôi sẽ chơi tiếp nó thôi.